cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con thức giấc đón chào ngày sống mới, mở rộng tâm hồn để nhận lãnh tình yêu của Chúa trong những điều nhỏ bé nhất. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Giữa những lúc khó khăn, khi mọi thứ đều không như mong đợi, xin Cha giúp con luôn giữ lòng trung tín với những gì con đã cam kết. Yêu là bền chí đi cho đến cùng, dù có gặp phải đêm tối nguy khó. Con xin dâng hành trình của mình để cầu nguyện cho các bạn trẻ có thể vững tin giữa những lúc phong ba bão táp, để họ có thể yêu đậm sâu và dám đảm đương với thách đố vì niềm tin của mình. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, con gác lại mọi việc trong ngày và tìm nơi vắng lặng để được ở riêng cùng Chúa. Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta rằng tình yêu Thiên Chúa thì thật chân thực, thiện hảo và cụ thể đến nỗi mang lại cho chúng ta một tình thân tràn ngập sự tương tác chân thành và sinh nhiều hoa trái. Chiều nay, xin cho con biết tìm kiếm tình yêu cụ thể đó ở những người bên cạnh mình, trong những nụ cười, cái ôm và sự đón tiếp của anh chị em con. Họ là sứ thần của Chúa, là đại diện cho tình yêu của Người. Xin Chúa cho con luôn rộng mở tâm hồn để luôn trung thành với mọi mối tương quan của mình. Con trở lại ngày sống và luôn ghi nhớ điều này. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, con dành ít phút cuối ngày để ở một mình với Chúa, hít thở thật sâu, lắng đọng tâm hồn. Hôm nay con đã có được niềm vui và bình an trong tâm hồn của mình chưa? Con có để ý đến cách mình đối xử với người khác trong cuộc sống của mình không? Hôm nay con có muốn xin Chúa tha thứ điều gì không? Giờ đây con bình tâm xin Chúa bao bọc con trong tình yêu của Người. Con quyết tâm hành động tất cả những điều này trong ngày mai. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.